Ngày 25 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây sạt lở tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đề nghị tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo cắm biển cảnh báo sạt lở, rào chắn, không cho người, phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở, huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, ra soát những nơi đang và sẽ có nguy cơ xảy ra sạt lở, khẩn trương di rời người dân, tài sản ra khỏi khu vực đến nơi an toàn, khẩn trương rà soát toàn bộ 53 khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động có phương án thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo kịp thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhanh chóng kiện toàn bộ máy lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai, đào tạo, đầu tư các trang thiết bị thiết yếu để xử lý tình huống thiên tai, tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trong đó lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở là nguồn nhân lực quan trọng khi có thiên tai xảy ra.